Mai Phương khoe ảnh khỏe mạnh, đưa con gái đi du lịch sau hơn 3 tháng trị bệnh ung thư. Sau gần 3 tháng xuất viện để điều trị ngoại trú căn bệnh ung thư phổi, đến hiện tại sức khỏe của Mai Phương đã dần ổn định và có tiến triển rất tốt. Mới đây trên trang cá nhân, nữ diễn viên Mai Phương đăng tải loạt ảnh cùng con gái đi du lịch ở Hà Nội, cũng như hai mẹ con đi chùa cầu nguyện và tặng quà cho các cụ già. Có thể thấy dù bệnh, nhưng Mai Phương cũng cố gắng làm điều bổ ích, cũng như dạy con gái tính tự lập, khoe những khoảnh khắc vui vẻ bên con gái. Nữ diễn viên Nhẫn Thiên Thần áo trắng cũng mong bản thân sẽ thật khỏe để có thể nắm tay đưa con gái đi nhiều nơi hơn. Trong loạt ảnh đi chơi có thể thấy Mai Phương trông đã khỏe hơn nhiều sau một thời gian dũng cảm chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi. Cô dẫn con gái đi cùng trong chuyến đi Hà Nội và Ninh Bình mới đây, Mai Phương dường như tươi tắn khỏe mạnh hơn rất nhiều. Mai Phương khoe ảnh khỏe mạnh hạnh phúc bên con gái sau hơn 3 tháng chống chọi bệnh ung thư. Trong chuyến đi này, Mai Phương còn dẫn con gái đi chùa cũng như tặng quà cho các cụ già neo đơn. Đây là chuyến đi xa đầu tiên của Mai Phương sau 3 tháng xuất viện nên có ý nghĩa rất lớn với cô. Theo Mai Phương tiết lộ trong lúc đi chùa, cô hỏi con gái, con xin gì vậy? Đáp lại lời mẹ La Vi nói, con xin cho mẹ hết bệnh. Có thể thấy dù rất nhỏ, nhưng con gái nữ diễn viên đã biết suy nghĩ, cũng như tự lập bản thân khiến Mai Phương không khỏi thương xót. Nếu như vào giữa tháng 10 vừa qua mẹ con Mai Phương đã về quê nội ở Quảng Trị nghỉ dưỡng, thì mới đây cô lại thu hút sự chú ý khi đăng tải khoảnh khắc đi chơi cùng con gái La Vi ở nơi khác trên trang cá nhân. Thông qua hình ảnh nữ diễn viên chia sẻ, có thể thấy rõ sắc mặt cô đã hồng hào tươi tắn hơn hẳn trước đây. Phía dưới phần bình luận, Mai Phương cũng tiết lộ với bạn bè về tình hình sức khỏe hiện tại đang ổn định và đã tốt hơn rất nhiều. Cách đây không lâu, nữ diễn viên tiết lộ sức khỏe của mình cho bạn bè, cô cho biết cơ thể đáp ứng thuốc rất tốt. Hôm nay Phương chia sẻ tình hình cho mọi người an tâm nhé. Tình hình của Phương hiện vẫn đáp ứng thuốc tốt, chỉ có mỏi vai và nổi mụn do tác dụng phụ của thuốc thôi à. Cả nhà an tâm. Có lẽ thời gian vừa qua ngoài việc theo sát phác đồ chữa bệnh thì Phương bắt đầu cho mình thời gian nghỉ ngơi và làm công việc mình yêu thích như cắm hoa, tập lại yoga, học đàn. Nhưng thích nhất là ở La Vi nhiều hơn, có thời gian quan sát và đồng hành cùng con nhiều hơn, Mai Phương viết. Sau 6 năm bước chân vào nhà hào môn, Hà Tăng mới bộc lộ bản chất tham vọng đáng gờm. Mới đây trong một sự kiện của làng giải trí, Tăng Thanh Hà xuất hiện và được giới thiệu với một vai trò hoàn toàn mới, như một bước đánh dấu cho việc quay trở lại showbiz sau nhiều năm vắng bóng. Kể từ khi kết hôn với thiếu gia Lưu Uy Nguyễn vào năm 2012, Tăng Thanh Hà đã rút lui khỏi làng giải trí và chuyên tâm lo cho gia đình, cũng như tập trung phát triển mảng kinh doanh bên nhà chồng. Dự án cuối cùng mà cô góp mặt đó chính là tác phẩm điện ảnh Mỹ Nhân Kế 2013, bộ phim từng gây sốt thời điểm ấy. Tuyên bố giải nghệ khi đang trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp và chỉ vừa bước sang tuổi 26, nhiều người tỏ ra tiếc nuối khi từ đây không còn được nhìn ngắm gương mặt thanh tú và nụ cười tỏa nắng của cô trên màn ảnh. Không ít fan thỉnh thoảng vẫn kêu gọi nữ diễn viên quay trở lại với nghệ thuật, nhưng dường như Hà Tăng đã thực sự bỏ lại hào quang showbiz ở sau lưng. Ngày bắt đầu làm dâu nhà họ Nguyễn cũng là lúc Tăng Thanh Hà chính thức rút lui khỏi làng giải trí. Người đẹp hương phù sa dường như không còn mặn mà với showbiz, mà thay vào đó là cuộc sống bên gia đình nhỏ cùng sự nghiệp kinh doanh. Thế nhưng sau nhiều năm vắng bóng trong các hoạt động giải trí, chỉ rất hiếm mới có dịp đồng ý làm khách mời cho các chương trình thời trang, thì mới đây Tăng Thanh Hà đã chính thức đánh dấu cho sự trở lại của mình trong showbiz. Tuy nhiên không phải với vai trò người mẫu hay diễn viên, mà là một vị trí hoàn toàn mới mẻ. Nhiều năm tháng kết hôn và lui về ẩn là khoảng thời gian Tăng Thanh Hà nỗ lực cho giấc mơ trở thành một nhà thiết kế thời trang. Trong sự kiện công bố về một chương trình thời trang thường niên diễn ra vào ngày 5 tháng 12 vừa qua, Ngọc Nữ một thời của màn ảnh Việt đã xuất hiện với tư cách là một trong năm nhà thiết kế trong show diễn sắp tới. Tăng Thanh Hà diện một bộ trang phục đen toàn tập, đầy tinh tế sang trọng, đã thu hút sự chú ý của nhiều người khi lần đầu tiên tái xuất sàn catwalk với vai trò chính. Trước nhiều ý kiến thắc mắc không rõ cô tham gia thiết kế chỉ như là một cuộc dạo chơi hay nghiêm túc, người đẹp tự tin trả lời, tất cả các mẫu trong bộ sưu tập tôi là người trực tiếp hướng dẫn, lên ý tưởng và thiết kế. Được biết, nữ diễn viên Ngôi Nhà Hạnh Phúc từ lâu đã có niềm đam mê lớn với thời trang. 8 năm qua là khoảng thời gian cô không ngừng học hỏi, tìm tòi, cũng như thực hành trong lĩnh vực thiết kế thời trang để có được thành quả của ngày hôm nay. Cô tin rằng trên đời không có gì ngẫu nhiên có được và càng không phải có tiền thì giải quyết được mọi vấn đề. Tăng Thanh Hà chính thức quay trở lại showbiz với vai trò nhà thiết kế sau 6 năm vắng bóng. 6 năm trước, Tăng Thanh Hà khép lại cuộc sống thị phi chốn showbiz, bước lên xe hoa và trở thành con dâu nhà tài phiệt họ Nguyễn
và dần khẳng định tài năng của mình trong vai trò một doanh nhân. Với gia sản và cơ nghiệp của chồng, cũng như gia đình chồng, Hà Tăng hoàn toàn có thể ngồi mát ăn bát vàng, an nhàn ở nhà chăm sóc con cái như một số người đẹp khác. Thế nhưng người đẹp sinh năm 1986 lại lựa chọn con đường dấn thân trong nhiều lĩnh vực để gây dựng sự nghiệp riêng cho bản thân mình. Không chỉ khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhà chồng gia thế, một toán nhỏ hạnh phúc với chồng giỏi con ngoan, Tăng Thanh Hà còn khiến nhiều người cảm phục trước sự đam mê của cô trong công việc. Phụ nữ dù có lấy chồng với điều kiện kinh tế vững chắc như thế nào thì tuyệt đối đừng bao giờ an phận bó gối ở nhà. Tăng Thanh Hà chính là một mẫu người điển hình như thế. Ninh Dương Lan Ngọc lần đầu lên tiếng về tin đồn yêu Chi Dân. Cô khẳng định đến hiện tại thì cả hai vẫn còn ở mối quan hệ bạn bè và không phải hẹn hò như mọi người đồn đoán. Thời gian qua, chuyện tình cảm của nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc liên tiếp được nhắc đến trên khắp các diễn đàn. Từ chuyện chia tay với Minh Luân, nghi vấn hẹn hò với thành viên nhóm 365ST và cả mối quan hệ thân mật với nam ca sĩ Chi Dân. Lan Ngọc và Chi Dân vướng tin đồn yêu nhau suốt thời gian qua. Với lần xuất hiện không còn giữ khoảng cách thế này, nhiều người hâm mộ ngầm hiểu Lan Ngọc và Chi Dân đang bí mật hẹn hò. Bức ảnh nữ diễn viên tựa vào người bạn trai được đăng tải lên mạng xã hội, nhanh chóng gây sự chú ý của công chúng. Vướng phải tin đồn hẹn hò, Chi Dân, Lan Ngọc một mực giữ thái độ im lặng trước sự bàn tán từ phía dư luận. Sau khi bị fan phát hiện diện đồ đôi ở Thái, check-in ở Đà Lạt vào một thời điểm, cũng như đi côn đảo bất ngờ trước đó bị tung lên, thì mới đây trong sự kiện, khi được hỏi về tin đồn này, nữ diễn viên Gái Già Lắm Chiêu 2 thẳng thắn chia sẻ, đã nói là tin đồn thì chắc chắn là không phải, khi nào có câu chuyện chính xác thì tôi sẽ thông báo, vì tôi chưa bao giờ ngại việc chia sẻ chuyện tình cảm của mình hết, tôi thề là tôi chưa có người yêu. Đây là lần hiếm hoi nữ diễn viên lên tiếng về tin đồn tình cảm với Chi Dân. Trước đó, cả hai đã bị bắt gặp đi chung rất nhiều, từ việc đi máy bay ra côn đảo đến cả khoảnh khắc họ cùng nhau đi ăn kem ở trung tâm thương mại, cũng nhanh chóng gây sự chú ý xung quanh. Hiện tại Lan Ngọc đảm nhận vai chính Miss Quy, một phụ nữ tuổi bông xinh đẹp giàu có thời thượng trong bộ phim Gái Già Lắm Chiêu 2. Trước khi bấm máy, nữ diễn viên phải nhịn ăn tập luyện với cường độ cao để có ngoại hình phù hợp với vai diễn mà đạo diễn yêu cầu. Hậu vụ việc bị gạch tên khỏi giải Mai Vàng, Trường Giang vẫn thản nhiên làm điều này. Vào ngày 6 tháng 12 vừa qua, phía ban tổ chức giải Mai Vàng đã chính thức xác nhận sẽ loại tên Trường Giang ra khỏi danh sách đề cử năm nay. Tuy nhiên, điều này xem ra vẫn không mấy ảnh hưởng đến danh hài xứ Quảng. Đưa ra lý do nghệ sĩ Trường Giang trong buổi lễ trao giải Mai Vàng năm ngoái đã chiếm sóng truyền hình để cầu hôn nhà Phương, ban tổ chức Mai Vàng năm nay đã quyết định dùng quyền của mình để loại chàng trai này ra khỏi danh sách đề cử, khẳng định hành động lấn sóng năm ngoái của Trường Giang là không thể chấp nhận được. Ban tổ chức bày tỏ ý định muốn mạnh tay để sự việc như trên không lặp lại thêm một lần nào nữa. Trường Giang từng gây náo loạn bởi màn tỏ tình ngay trên sóng truyền hình. Trước thông báo không mấy hay ho này, chàng danh hài xứ Quảng dường như vẫn tỏ ra không mấy bận tâm, vừa vui vẻ đăng ảnh thể hiện niềm vui mừng cũng như sự tự hào trước chiến thắng vừa qua của đội tuyển Việt Nam. Bức ảnh cực tươi của chàng danh hài đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả hâm mộ. Dòng trạng thái mới nhất trên Instagram của Trường Giang, năm nay Trường Giang được đề cử vào tận 4 hạng mục trong giải thưởng Mai Vàng, được khán giả bình chọn vào 2 mục. Nam diễn viên điện ảnh phim truyền hình được yêu thích nhất và nam diễn viên sân khấu được yêu thích nhất với số phiếu rất cao, việc anh bị gạch tên khỏi giải thưởng năm nay cũng gây nên tình trạng thiếu hụt ứng cử viên cho top 5 của Mai Vàng. Xoay quanh vấn đề Trường Giang bị gạch tên khỏi giải thưởng lớn, khán giả cũng đã có nhiều bình luận tranh cãi gay gắt. Nhiều người cho rằng phía ban tổ chức đã làm đúng, tuy nhiên cũng có nhiều fan gửi lời chúc đến Trường Giang. Vì dù sao anh cũng lời được một cô vợ, bên cạnh đó tính công bằng của giải thưởng cũng trở thành một chủ đề ngoài lề, được công chúng bàn luận gay gắt. Một năm không sao đâu chú, quan trọng là vẫn vợ đẹp sắp có con ngoan, năm sau mình chơi tiếp. Làm như nhà riêng của nó gạch là đúng. Mai Vàng từ dạo năm ngoái là nát lắm rồi, cả một bầu trời hãm cành cạch. Thôi tự phân giải tự chơi một mình đi, ai rảnh đâu chơi. Ý kiến công chúng trước thông tin Mai Vàng năm nay vắng bóng Trường Giang.
Bất chấp tuổi tác, Hân gạo nếp gạo tẻ vẫn thả thính trai đẹp lộ liễu trên sân khấu. Ngay từ màn giới thiệu đầu tiên về lý lịch của các nam thần cho đến những phút cuối cùng thì Thúy Ngân vẫn dành lời đặc biệt cho Duy Minh. Vừa qua ngày 7 tháng 12 tập 6 Người ấy là ai chính thức được lên sóng truyền hình và khán giả đã chứng kiến khoảnh khắc bất ngờ. Theo đó, các khách mời của tập này chính là Thúy Ngân, Phương Thanh và Trương Thế Vinh. Và năm chàng trai xuất hiện trong tập này là Lạc Chấn, Trung Hiếu, Duy Luân, Duy Minh và Nguyễn Phúc. Sau nhiều vòng thử thách thì nữ chính đã có sự phân vân giữa Duy Luân và Duy Minh. Ngay lúc này cả ba cố vấn Hương Giang, Phương Thanh, Trương Thế Vinh đều dành niềm tin cho Duy Luân. Riêng Thúy Ngân lại cho rằng Duy Minh mới là chàng độc thân còn lại. Có thể nói nữ diễn viên dành rất nhiều ấn tượng với Duy Minh. Ngay từ đầu cô luôn là người đi ngược với số đông để bảo vệ anh chàng điển trai này. Thúy Ngân còn nhiệt tình khen anh chỉnh chu nhẹ nhàng, mặc cho Hương Giang trêu gu của cô bị lạ. Đến gần cuối chương trình, Duy Minh lại lộ diện với tấm bản độc thân và Phương Thanh chỉ biết dành cho chàng trai được mình bảo vệ ngay từ đầu, cái ôm chia tay trong tiếc nuối. Trong khi đó, Thúy Ngân đã vội lao ngay lên sân khấu và thể hiện tình cảm đầy lộ liễu. Dù biết Duy Minh sinh năm 1997, nhưng cô vẫn bất chấp cả tuổi tác để thả thính. Anh, em nghe đồn ăn thịt Hồng Hài Nhi là trường sinh bất tử đó. Ngay lúc này cô đã bị Trấn Thành và Trương Thế Vinh kéo về chỗ. Chi tiết này khiến khán giả thích thú khi cô bất chấp cả việc cậu ấy nhỏ hơn mình đến 5-6 tuổi nhưng vẫn nhiệt tình xưng hô anh em ngọt ngào.